Viết phương trình hàm số f(x) có đồ thị ở dưới. Rõ ràng đây là một hàm số tuần hoàn, nên bạn có thể nói rằng nó sẽ là một hàm sin hoặc một hàm cos. Nhưng đường trung bình và biên độ của nó không đơn thuần là hàm sin hay hàm cos. Và ta có thể thấy ngay ở đây, đường trung bình ở giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu. Điểm cực đại ở đây có giá trị của y bằng 1 và điểm cực tiểu với y bằng trừ 5. Vậy điểm ở giữa 1 và trừ 5, 1 cộng với trừ 5 được trừ 4, chia cho 2 được trừ 2. Vậy ở ngay đây là đường trung bình. Đây là đường y bằng trừ 2. Y bằng trừ 2. Rõ ràng là nó ở bên dưới. Mình sẽ nói một chút về biểu thức của nó sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, hãy nghĩ về biên độ của nó. Biên độ là khoảng cách của nó đến đường trung bình mà ta thấy ở đây. Nó tới 3 đơn vị bên trên đường trung bình. Đi từ trừ 2 đến 1, nó ở trên đường trung bình 3 đơn vị tại điểm cực đại. Nó có thể ở bên dưới đường trung bình 3 đơn vị tại điểm cực tiểu. Nên cái này chắc chắn sẽ có biên độ là 3. Biên độ là 3. Ta có thể nói luôn là, nhìn này, cái này sẽ có dạng như fx bằng với biên độ là 3. Biên độ là 3. Ta vẫn chưa tìm ra liệu đây có phải là một hàm sin hay một hàm cos, nên mình sẽ viết cos đầu tiên. Cos có thể là một hệ số nhân với x cộng với đường trung bình. Ta đã tính được là trừ 2. Nên nó có thể có dạng fx bằng với 3 nhân với, nó có thể là sin x hoặc sin của một hệ số nhân với x. Sin kx cộng với đường trung bình tức là trừ 2. Ta tìm ra những cái này như thế nào? Hãy nghĩ về hàm số này khi x bằng 0. Khi x bằng 0, nếu đây là kx, dữ liệu nhập vào cos sẽ là 0. Cos của 0 bằng 1. Dù bạn đang xét về độ hay radian, cos 0 vẫn là 1. Trong khi đó sin 0 bằng 0, nên nếu x là 0, k nhân với 0 sẽ bằng 0. Vậy khi x bằng 0 thì như thế nào? Khi x bằng 0, ta ở trên đường trung bình. Điều đó có nghĩa là tất cả những thứ ở đây tính là 0. Khi x bằng 0, mọi thứ sẽ bằng 0. Ta có thể loại hàm cos khi x bằng 0, cái này khác 0. Nên ta có thể loại trường hợp này ở đây. Đây là những gì ta còn lại. Và ta chỉ cần tìm ra hằng số này là gì. Để nghĩ về nó, hãy nhìn vào chu kỳ của hàm số này. Vào chu kỳ của hàm số này. Để xem nào, nếu ta đi từ điểm này, điểm giao đường trung bình, và ta có hệ số góc dương. Điểm tiếp theo mà ta sẽ thực hiện ở đây. Vậy chu kỳ là 8. Chu kỳ là 8. Hệ số có thể là gì để ta có một chu kỳ bằng 8? Câu hỏi của ta là chu kỳ của sin x là gì? Vậy chu kỳ của sin x, mình sẽ viết chu kỳ ở đây là 2π. Bạn tăng góc lên 2π radian hoặc giảm, bạn cũng sẽ trở lại điểm y hệt trên đường tròn đơn vị. Vậy chu kỳ của sin kx ở đây là gì? X hay dữ liệu nhập vào đang tăng lên k lần. Nên bạn đang đến điểm tương tự nhanh hơn k lần. Vậy chu kỳ ở đây sẽ là 2π trên k. Khi x tăng, hàm số sin tăng k lần. Bạn đang nhân nó với k nên chu kỳ sẽ ngắn, nó sẽ có khoảng cách ngắn hơn để đến được điểm y hệt trên vòng tròn đơn vị. Nên hãy nghĩ về nó theo cách này. Nếu ta nói 2π trên k bằng 8. 2π trên k bằng 8. K của chúng ta sẽ là gì? Ta có thể lấy nghịch đảo của cả hai vế và được k trên 2π bằng 1 phần 8. Rồi nhân cả hai vế với 2π. Và ta được k
bằng với k bằng với, đây là 1, đây là 4, k bằng với pi trên 4. Vậy là chúng ta xong rồi, và bạn có thể xác minh bằng cách thử một vài điểm ở đây. Hàm số này sẽ bằng với 3 nhân với sin pi trên 4x trừ đi 2.